Rồi ok, chào anh em đã trở lại với video của mình nè. Thì tiếp tục video hôm nay mình có lắp cho anh em một số cái máy nè, thì cũng có khá là nhiều mẫu, thì mình cũng làm clip ngắn để cho anh em có thể tham khảo được một số mẫu của mình nha. Anh em nào với một kênh đó, anh em có thể tham khảo được. Thì gồm những mẫu như là 8 phép và 12 phép thôi, nhưng mà nó có là nhiều bản anh em. 8 phép thì có bản nước ngọt nè, nước lợ mặn nè, 12 phép cũng vậy luôn, có bản nước ngọt và bản auto nè. 12 phép thì có thêm bản E49 nữa, thì mình sẽ giới thiệu từng mẫu để cho anh em có thể nắm được ha. Thì trước tiên mình thông báo tới anh em á, bên mình có cung cấp đầy đủ các mẫu cho anh em hết nha. Về phần nước ngọt phèn á, nước ngọt phèn thì mình có từ 6 phép đổ lên anh em, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 24, 28 đó, nói chung là có đầy đủ các mẫu cho anh em đi bộ đi thiền có đầy đủ hết nha. Còn bản máy auto á, bản máy auto nguồn nước á, thì mình có 8 phép, 12 phép nhỏ và 8 phép lớn nha anh em. Hiện tại mình có 3 mẫu auto cho anh em nha, được anh em sử dụng rất là nhiều luôn, hiệu quả thì anh em khỏi bàn cãi rồi. Rồi ok, đầu tiên là máy 8 phép nước ngọt anh em, 8 phép bản DB3, bản DB3 hay là anh em nhầm, anh em thì kêu là bản LC đó, thì nó là chiên nước ngọt phèn cho anh em nha. Đây trên tay mình đây anh em, 8 phép chiên nước ngọt phèn, phép là phép nhỏ nha anh em, phép nhỏ lưng đồng nha, phép nhỏ lưng đồng, biến áp là E4220 luôn, cùng cảm em cũng là 42 luôn. Đó, tụ nhân áp là tụ lớn nha, mẫu này thì anh em có thể đánh vừa bộ vừa thiền được, độ sâu khoảng 1,5 m nước đổ lại nha anh em. Độ sâu khoảng 1,5 m nước đổ lại, đi bình từ 25-30 A đổ lên là ổn anh em. Máy thì sẽ có kịp bình cò bóp đầy đủ sẵn cho anh em hết nha. Dây cò bóp dài 2 m anh em. Anh em nào muốn làm cò bóp rời thì anh em cứ việc yêu cầu, mình sẽ làm cò bóp rời cho anh em nha. Đây, còn về hình thức mặt trước đây sẽ có dán chữ đầy đủ cho anh em hết. Cọc đỏ là vạt nè, cọc đen là mát nè, nút đỏ là chỉnh tần số, là chỉnh mạnh yếu thôi anh em. Anh em để tầm khoảng 50%, rồi anh em hãy chỉnh từ từ. Thí dụ như tầm này mà cá nó còn chạy hoặc là chết chưa ngọt gì đó thì anh em chỉnh lên từ từ nha, nhích nhẹ lên từ từ. Đó, còn nếu mà anh em đã chỉnh cao quá mà cá nó chết chìm quá thì anh em giảm về. Đó, còn nút trắng này là chỉnh chế độ. Chế độ thì có hai chế độ cho anh em, đó là lì và chọn. Chọn thì anh em hay kêu là bơm đó, lì vào bơm đó, thì sẽ có hai chế độ. Anh em đi đánh lì thì anh em cứ dặn hết lóc lên cho mình là chế độ đánh lì, còn anh em đi bơm chọn á thì anh em nhích về xíu, nhích về xíu cho mình thôi. Anh em lưu ý nha, thì xíu nữa mình sẽ test thì anh em cũng sẽ nghe được cái tiếng máy nha. Thì sẽ có đầy đủ chống ngược cọc, chống chập giọt, quá tải, bơm xung, nước đầy đủ cho anh em hết nha. Đây, hộp trắng nắp trong nha anh em. Đây là bản 8 phép nha anh em, 8 phép nước ngọt. Tiếp theo là mẫu 12 phép đi nè, mình sẽ giới thiệu từng mẫu cho anh em xem nha, anh em có thể nhìn được chi tiết máy bên trong luôn. Đây là bản 12 phép mẫu DB3 chiên nước ngọt phèn cho anh em nha, ngọt trong, ngọt đục, ngọt phèn gì đó, nói chung nước không bị nhiễm là được anh em. Mẫu này thì anh em có thể đánh vừa bộ vừa thiền nha, độ sâu khoảng 2 m nước đổ lại anh em, nó sẽ khỏe hơn con máy 8 nha. Thì tùy vào điều kiện cũng như là độ sâu mực nước mà anh em chọn máy thôi. Mẫu này thì nó sẽ cao cấp hơn mẫu 8 một xíu anh em. Thì mình có một bản cao cấp hơn nữa, đó là sử dụng cũng là 12 phép nhưng mà sử dụng là E49, thì xíu nữa mình sẽ giới thiệu cho anh em ha. Thì đây là sử dụng E42 42 20 42 20, đó cùng cảm cũng là 42 luôn. Máy móc thì cũng sẽ có đầy đủ chức năng chế độ cho anh em hết. Mẫu này thì có cả auto quạt cho anh em luôn nha, có cả auto quạt luôn. Hình thức mặt trước thì cũng tương tự thôi nè, chỉ là nó sẽ có thêm một cái công tắc ở đây. Vạt mát thì chỉnh tần số đây cũng tương tự thôi, chỉ là nó có thêm một cái công tắc, tức là phân áp đấy anh em. Anh em bật lên là áp cao, bật xuống là áp thấp. Áp cao thì anh em đi nước ngọt trong gì đó, nước ngọt nhẹ tạp chất gì đó, còn đi nước bật xuống thì đi nước đục, nước phèn, nước sình, nước cạn gì đó anh em. Thì anh em bật xuống cho đỡ ăn điện một xíu, thì mình làm hai nấc áp, thì về anh em đánh nấc nào hiệu quả thì anh em đi thôi đó. Máy móc thì cũng sẽ có kẹp bình cò bóp đầy đủ sẵn cho anh em hết nha. Tất cả máy bên mình đều bảo hành cho anh em trong vòng 1 năm hết, anh em cứ việc sử dụng thoải mái. Khi mà có vấn đề trục trặc gì đó anh em cứ việc liên hệ mình, mình sẽ hỗ trợ sửa chữa miễn phí cho anh em ha. Hỗ trợ sửa chữa miễn phí cho anh em nha. Đây, tiếp theo là mẫu 12 phép luôn anh em, cũng là 12 phép nhỏ như mình có nói đó, cũng là 12 phép nhỏ luôn, nhưng mà nó sử dụng biến áp là E49 nha anh em. Mẫu này thì sẽ cao cấp hơn cái mẫu E42 một xíu, thì giá thành nó cũng sẽ cao hơn một xíu anh em. Thì sau cuối video mình sẽ báo giá từng mẫu cho anh em dễ tham khảo nha, mình sẽ báo giá từng mẫu cho anh em luôn. Ở đây cũng là bản 12 phép nhỏ luôn anh em, nhưng mà là E49 nha. Anh em có cần tham khảo hoặc là anh em cần đặt máy thì anh em nói rõ nha. Mẫu đó là 12 phép nước ngọt, còn bản này cũng là 12 phép nước ngọt luôn, nhưng mà nó sử dụng là E49, thì anh em cứ nói là 12 phép E49 là mình sẽ biết nha. Đây, về hình thức thì cũng vẫn vậy thôi, chỉ là nó khác về phần biến áp và canh chỉnh máy thôi anh em. Rồi ok, thì tiếp theo bên đây cũng là 12 phép thôi nè. Ở đây có máy 8 phép nè. 8 phép này là bản auto nha anh em. Đây, 8 phép IGBT auto nguồn nước cho anh em, auto mặn, loại ngọt, phèn, tạp chất, sình thúi gì đó. Thì tất tuy nhiên mình cũng
Khuyên anh em khi mà dùng nước của anh em chỉ là nước ngọt hoặc là nước phèn thôi thì anh em nên đánh những cái mẫu máy DB3, những cái mẫu máy chuyên ngọt phèn thì nó sẽ hiệu quả hơn nha. Rồi khi nào anh em sử dụng IGBT thì khi mà dùng nước của anh em có nước phèn nhiễm á, phèn vàng rồi đó anh em, hoặc là nước sình, nước thúi gì đó, nước đục, nước kẹo gì đó, hoặc là nước tạp chất hóa chất công ty, hoặc là nước lọ nước mặn gì đó, thì anh em hãy sử dụng mẫu IGBT cho mình. Thì nói chung là IGBT thì nó thiên về nước nhiễm anh em. Khi nào mà dùng nước của anh em nó có nước bị nhiễm thì anh em đánh mẫu IGBT cho mình nha. Nói auto thì tất nhiên nước đi nước ngọt thì nó vẫn bình thường thôi anh em, nhưng mà nó không bằng cái máy LC thôi. Nhưng mà đi nước ngọt thì vẫn bình thường, không vấn đề gì hết nha. Nó là auto nguồn nước thì đi nước gì cũng được thôi anh em. Nhưng mà mình có lời khuyên cho anh em vậy, anh em chọn máy thì anh em nên cân nhắc một số điểm nha. Đây, mẫu 8 phép nhỏ nha anh em, sử dụng biến áp là E42 nè. Biến áp E42, cùng cảm 42 luôn. Nó tụ là tụ lớn, hàng tụ rất là lớn luôn anh em. Thì mình có bản cao cấp hơn đó là 8 phép lớn nha. Ở đây là 8 phép nhỏ, mình có bản cao cấp hơn đó là 8 phép lớn, sử dụng E49 anh em. Bản nó thì cao cấp hơn rồi, thì tùy vào cái điều kiện của anh em mà anh em chọn máy thôi. Thì máy cũng sẽ đầy đủ chức năng và chế độ cho anh em hết, chống ngược cọc gì đó đầy đủ hết. Nói chung mấy chế độ đó là cơ bản thôi anh em, mấy cái chức năng cơ bản thôi, phải có thôi anh em. Đây về hình thức mặt trước đây thì chỉ là sắp xếp nó khác nhau thôi, thì nó cũng gồm có hai cọc và hai nút chỉnh thì cũng tương tự như kia thôi anh em, chỉ là sắp xếp nó khác nhau thôi. Máy thì sẽ có khắc chữ IGBT trên hộp luôn, rất là đẹp luôn anh em. Đó, khỏi bàn cãi về mẫu này nữa rồi. Mẫu này thì anh em có thể đánh vừa bộ vừa thiền nha. 8 phép thì anh em có thể đi độ sâu khoảng 1,5 m nước, còn 12 phép thì khoảng 2 m nước anh em. Đây, tiếp theo là máy 12 phép anh em. 12 phép IGBT auto nguồn nước cho anh em nha. Mẫu này thì cao cấp hơn nữa anh em. Mẫu này thì auto nguồn nước có thể đánh vừa bộ vừa thiền, đầu sâu khoảng 2 mét nước nha. Đó, cũng như là cái bản đó thôi, nhưng mà nó cao cấp hơn một xíu. Nó cũng là bản auto nha anh em. Auto nguồn nước. Đó, 4 con tụ nhân áp nè anh em. Thấy rất là xịn sò luôn nha. 12 phép auto, 4 tụ nhân áp. Về hình thức cũng như là chỉnh máy thì cũng tương tự thôi anh em. Thì chắc mình sẽ chuyển qua test một đoạn để cho anh em có thể nghe được tiếng máy nha. Mình sẽ test một vài máy đi nè, để cho anh em có thể tham khảo được tất cả một số mẫu nha. Thì mình sẽ test sơ lược nha. Rồi ok, mình có di chuyển cái máy 8 và máy 12 phép nước ngọt qua đây nè, để mình test một vài cho anh em xem nha. Nếu có thời gian thì mình sẽ test hết luôn nè. Rồi ok, thì mình sẽ kẹp bình kẹp tải nha. Những mẫu này á, những mẫu nước ngọt á thì bắt buộc anh em phải có tải á thì máy nó mới hoạt động nha. Tức là anh em phải để hai cái vọt xuống nước á thì anh em bóp cò máy nó mới kêu nha. Ở đây mình có đèn anh em, thì mình gắn đèn vô thì máy hoạt động thôi. Rồi ok, trước tiên mình sẽ test ở chế độ đánh lì cho anh em nha. Đây, chế độ đánh lì đây nè. Đây mình đang test máy bìa nha, đó là máy 8 phép nước ngọt đó nè, máy 8 phép nước ngọt. Đây, chế độ đánh lì đây. Rồi mình sẽ chuyển sang chế độ bơm trộn nha, mình test nhanh thôi nha anh em. Mình test nhanh thôi, chủ yếu cho anh em nghe được sơ lược về cái tiếng máy nha. Đây là chế độ bơm trộn đây nè. Thì bơm trộn anh em có thể tinh chỉnh được cái nhiệt nhanh chậm nha. Mình chỉnh cái mức phổ thông thôi, mình chỉnh cái mức cơ bản thôi. Giờ anh em đi thì anh em tinh chỉnh lại cho nó hợp lý hơn. Đó, đây là máy 8 phép nha anh em. Rồi thì mình sẽ chuyển sang máy 12 phép nha. Hai phép là máy kế luôn đây nè, mình sẽ chuyển sang nha. Rồi trước tiên mình sẽ test ở chế độ đánh lì nha anh em. Đây máy này thì có auto quạt, anh em bóp cò thì quạt nó mới quay. Đó, trước tiên mình sẽ test ở chế độ đánh lì nha. Máy tiếng máy thì rất là đanh luôn anh em, rất là khỏe luôn nha. Rồi ok, mình sẽ chuyển sang chế độ bơm trộn nha anh em. Chế độ bơm trộn này anh em cứ nhích cái nút trắng về xíu là được.
Rồi ok, thì chắc mình sẽ test một đoạn ngắn để cho anh em có thể nghe được tiếng máy thôi. Tài lượng cũng có hạn, mình không có thể test nhiều được anh em. Thì anh em nào cần tham khảo á, anh em cứ vào kênh của mình nha. Mình có quay video rất là nhiều anh em. Thì anh em cũng cho mình xin một lượt đăng ký kênh nha, để có thể cập nhật được những video mới nhất bên mình nha. Thì cuối video mình cũng xin báo giá một số mẫu cho anh em có thể nắm được nha. Như là bản 8 phép nước ngọt này là 1,1 triệu anh em. 8 phép nước ngọt là 1,1 triệu. 8 phép, 12 phép nước ngọt nhưng mà E42 là 1,3 triệu. Còn 12 phép nước ngọt nhưng mà E49 là 1,6 triệu. 8 phép auto là 1,4 triệu. Và 12 phép auto là 1,6 triệu nha. Tất cả giá bên mình đều bao ship và bảo hành sửa chữa miễn phí cho anh em trong vòng 1 năm hết. Anh em cứ việc yên tâm nha. Rồi ok, thì chắc mình sẽ dừng video. Cảm ơn anh em đã xem video nha. Rồi ok, chào anh em. Hẹn anh em ở video lần sau.